nếu như mà các bạn bây giờ đó đang bị lỗ thì như thế nào rất nhiều bạn hỏi thường là hiện bây giờ đang uh, ho đồ đồng này hay là đồ đồng kia bây giờ nó xuống quá thì làm sao có nên cắt lỗ hay là không hay là có nên mua thêm hay là không thì tôi nghĩ đó là một trong những câu hỏi các bạn cần phải hỏi các bạn nếu như mà các bạn đang lưu trữ một cái token nào đó mà nó đang xuống giá mà các bạn đang lo lắng đó thì câu hỏi thử hỏi các bạn là nếu như mà ngày hôm nay các bạn có thêm tiền các bạn có mua thêm cái token đó hay là không và nếu như mà câu trả lời các bạn nói là hôm nay nếu như ai cho mình tiền mình không mua thêm đồng đó nữa mặc dù là cái giá ra rẻ hơn là cái giá mình mua trước đây thì các bạn cần phải nên suy nghĩ lại có nghĩa là các bạn đã không có lòng tin vào cái dự án đó rồi hoặc là các bạn đang lưu trữ quá nhiều nhiều hơn là các bạn nên lưu trữ thì đây cũng là một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là nếu các bạn cảm thấy mình không có ngủ được đó mình cảm thấy là khó chịu mỗi lần mà giá cả lên hay là giá cả xuống có thể là giá cả lên các bạn khó chịu từ vì các bạn uh, không nắm đủ cái uh, token kinh đó cho nên lên các bạn thấy tiếc hay là xuống các bạn lại cảm thấy là từ chất bản thân mình tại vì sao sau khi giá lên mình lại không có uh, làm những gì mà mình đã đưa ra quyết định ban đầu thì cái mà thường chia sẻ với các bạn đó là nếu các bạn cảm thấy mình không ngủ được tại vì lo lắng đó thì nếu như các bạn cảm thấy mình không có đủ cái đồng đó thì các bạn nên tìm cách để mua để cho đến khi nào các bạn ngủ được. Và nếu như các bạn không ngủ được tại vì các bạn lo sợ thị trường xuống thì các bạn nên bán cho đến khi nào mà các bạn không còn lo sợ nữa. Đó là quyết định của cá nhân các bạn mà thôi. Thôi chỉ có thể chia sẻ cái cách suy nghĩ của Thuận. Các bạn nghĩ sao hãy comment ở bên dưới cái video này.